Mến chào các anh chị, hiện tại là em đang đứng tại vườn lan Trọng Nghĩa, tọa lạc tại đường Nguyễn Thị Chanh, ấp Long Thới, xã Long Thượng, Cần Giuộc, Long An. Đây là một cái vườn đối tác cũng rất là lâu của Hoa Lan Di Phong, và hiện tại là vườn của anh Trọng Nghĩa có rất là nhiều mặt hoa, từ dendro màu tới các dòng dendro nắng, thậm chí đến những cái dòng sổ chớp đang có giá trị rất là cao trên thị trường. Thì mời các anh chị cùng em ngắm nhìn những cái mặt hoa có mặt tại vườn cũng như là những cái cây dendro mà nhà vườn này đang có sở hữu. Một cái lô của cây thỏ đỏ, thỏ xưa các anh chị. Đây là một cái dòng nắng mà đang xuất hiện đời đầu của những cái dòng thỏ ha. Thì hiện tại em thấy cái lô thỏ đỏ, thỏ xưa này nó rất là đẹp, với cái khuôn hoa màu trắng hồng dễ thương. Và đây là một cái lô là cây tơ luôn các anh chị. Thì cái lô này có rất là nhiều cây hàng đang nhú vòi, có vòi lớn, vòi nhỏ, thân thủ bụi lùm và cũng cực đẹp, kỳ đẹp. Với những anh chị nào mà mình đang yêu thích những dòng thỏ xưa nè, hoặc là anh chị nào có ý định muốn kinh doanh dòng đen lan, thì các anh chị mình có thể đến đây để mình tham quan và mình tìm hiểu. Ngoài cái dòng thỏ xưa thì vườn của anh Nghĩa có rất là nhiều những dòng đen rô nắng khác, ví dụ như là bà liễu nè, bò tím nè, thậm chí đến những cái cây đỏ trân châu cũng rất là đẹp nè các anh chị. Rồi có thỏ vàng nữa ha. Rất là nhiều mặt hoa phong phú khác nhau, toàn bộ đều là những cái cây tơ và đang nhú vòi. Có những cây thì nó chuẩn bị ra những cái lứa hoa tiếp theo ha. Rất là nhiều mặt hoa phong phú. Một trong những cái dòng lan mà nổi bật nhất của vườn anh Trọng Nghĩa chính là cái hàng mini da da các anh chị. Đây cũng là một cái mã hàng mà đối tác rất là lớn của Hoa Lan Di Phong. Trong mỗi lần cái dịp lễ Tết hoặc là những cái sự kiện nổi bật thì da da mini cũng là một cái mặt hoa luôn được các anh chị mình săn đón, bởi khả năng ra hoa của nó rất là dễ ha, và vòi hoa đẹp với nhiều màu sắc khác nhau. Thì vườn của anh Trọng Nghĩa ngoài những cái khuôn hoa màu trắng tím như các anh chị thấy thì nó còn có những cái cây màu chớp nè, cây màu khuôn tím hoặc là màu trắng tím, màu trắng nhiều hơn tím. Và hiện tại là với cái số lượng mini da da rất là lớn nên là kỹ thuật chăm của vườn Trọng Nghĩa về đối với dòng mini da da rất là đẹp luôn các anh chị. Hầu hết là cây đều cao tầm khoảng một gang tay của em, toàn bộ là đều đang nhú vòi, có vòi lớn, vòi nhỏ vừa phải ha, và thân lá rất là bụi lùm, hầu như là không có cây nào rụng hết chân hết. Nếu anh chị đang quan tâm đến một dòng hoa có khả năng ra hoa liên tục, dễ chăm thì mini da da chính là lựa chọn hàng đầu. Thì để đặt hàng cái dòng này các anh chị mình có thể gọi về số điện thoại đang hiện trên màn hình của anh Nghĩa ha, để anh Nghĩa sẽ cung cấp cho các anh chị mình mini da da. Vừa qua thì Hoa Lan Di Phong có một cái lô giới thiệu cho các anh chị mình cái cây hồng gân các anh chị, chậu thiết kế. Thì với cái khuôn hoa màu trắng hồng và phơm cánh nhọn cực kỳ tươi sáng và nhìn nó sang trọng ha. Thì hôm nay em tìm được cho mình một cái lô nó đẳng cấp hơn. Đây là chỉ là những chậu phi 12 thôi các anh chị. Bụi lùm và to, thân lá rất là khủng luôn, nó gần ngang ngửa với lại cái chậu thiết kế. Nhưng mà hàng đang nhú vòi nữa. Nếu anh chị nào quan tâm và yêu thích dòng này thì mình có thể liên hệ đến vườn của anh Trọng Nghĩa ha. Đây là một cái lô cây hồng gân siêu siêu đẹp luôn. Đây mọi người có thể cùng em quan sát thêm. Toàn bộ lô đều là cây nào nó cũng to nù như nhau hết các anh chị, rất là khủng. Cao tầm khoảng 2 gang tay của em ha, và hàng toàn bộ đang nhú vòi. Ngoài những cái dòng dendro nắng với nhiều mặt hoa khác nhau thì vườn của anh Nghĩa còn có những cái dòng dendro màu nữa các anh chị, mini da da nè ha, sonia ha, rồi gấu trúc ha, rồi đỏ trân châu ha, rồi cây môi hồng, với những cái cây thân thủ rất là đẹp và cũng là toàn bộ hàng đang có vòi nụ luôn. Những anh chị nào mình có quan tâm với những cái mặt hoa em vừa giới thiệu ha, thì mình có thể liên hệ đến tại vườn của anh Nghĩa với cái địa chỉ em đang ghi trên màn hình. Là trước mắt của các anh chị là lô hàng cây vàng đỏ sổ chớp 5% các anh chị ha. Trên tay em đang cầm là size chậu phi 12 với thân lá sọc rất là nhiều. Thì ngoài những cái chậu phi 12 thì vườn của anh Nghĩa còn có những cái chậu vàng đỏ tác phẩm và đang được thuần thang lên rất là đẹp luôn các anh chị. Nếu mà ai yêu thích những cái chậu vàng đỏ từ size chậu 12 hay là hàng tác phẩm thì mình có thể liên hệ với vườn anh Nghĩa ha. Với những cái chậu tác phẩm to bự vàng đỏ 5% các anh chị ha, thì giá dao động sẽ tầm khoảng vài trăm ngàn. Nếu anh chị nào yêu thích những cái chậu to bự thuần sẵn như thế này thì mình có thể liên hệ đến vườn anh Nghĩa để sẽ báo giá cho các anh chị mình với mức giá tốt nhất.
cây chớp hồng với một cái khuôn hoa chớp rất là sáng đẹp các anh chị. Đây là một dòng chớp bình dân. Thì với những cái chậu phi 12 này thì em thấy thân thủ nó cũng rất là đẹp nè. Những anh chị nào mình có yêu thích những cái dòng chớp giá vừa tầm bình dân như chớp hồng thì mình cũng có thể tìm đến vườn của anh Nghĩa ha. Với nhiều với cái size chậu 12 thì tầm giá của mình thì cũng tầm khoảng vài chục đến vài trăm ngàn thôi. Ngoài những cái dòng dendro nắng, dendro màu các anh chị thì vườn của anh Nghĩa còn có nhiều cái khuôn hoa sáng đẹp khác với những dòng khác nhau, ví dụ như là cát nè, cát hoa trung, cát hoa đại, còn đây là cát tú cầu đỏ các anh chị ha, cũng với nhiều màu sắc khác nhau, từ cát đại hoa màu trắng, hoa màu vàng ha. Nếu những anh chị nào mình thích sưu tầm những cái dòng sưu tầm giống như là cát thì mình có thể đến vườn với những cái chậu mà có sẵn vòi nụ hoặc là đang nhú mèo như thế này để về các anh chị mình sưu tầm. Rồi là Hoa Lan Nhi Phong đã giới thiệu đến các anh chị mình những cái dòng dendro có mặt tại vườn anh Nghĩa. Với những cái dòng dendro nắng như bò lu nè, bò tím nè, vàng tia ha, rồi anh ba xưa ha, rất là nhiều dòng. Vườn có Nghĩa rất là nhiều dòng phong phú mật hoa về các dòng dendro nắng. Ngoài ra có những dòng dendro màu như là sô nha, mini hồng, rồi gấu trúc ha các anh chị ha. Để đặt hàng thì các anh chị mình có thể liên hệ về số hotline đang hiện trên màn hình. Đồng thời đó thì em cũng kèm theo địa chỉ ở trên màn hình để các anh chị mình có thể tiện liên hệ. Đặc biệt là vườn anh Nghĩa sẽ có mức giá sỉ rất là yêu thương cho những anh chị nào mình đặt hàng từ 50 cây trở lên. Và sẽ gửi hàng đến tận nhà cho các anh chị nếu anh chị nào ở trong cái khu vực nội thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Long An, các khu vực lân cận. Riêng những cái anh chị mình ở miền Tây hoặc miền Trung hoặc là ở miền Bắc thì vườn anh Trọng Nghĩa cũng có gửi hàng qua cho các anh chị mình mà qua chành xe ha cả nhà ha. Nên anh chị nào có yêu thích hoặc có nhu cầu thì mình cứ liên hệ về vườn nha. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi. Sắp tới Hoa Lan Di Phong sẽ tiếp tục là giới thiệu cho các anh chị mình nhiều vườn đối tác hơn với nhiều mặt hoa phong phú hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.